theo các điều tra nghiên cứu về nguồn lợi hải sản, trong vùng biển nước ta có khoảng hơn 2.000 loài cá tôm với 130 loài đem lại giá trị kinh tế. Trữ lượng thủy hải sản trên vùng biển của Việt Nam ước tính khoảng 3,1 đến 4,1 triệu tấn, đã góp phần đưa ngành thủy sản thành một trong những ngành kinh tế chủ đạo với giá trị xuất khẩu đứng thứ ba cả nước. Tuy nhiên, khi kinh tế trở thành mũi nhọn và khai thác nguồn lợi thủy hải sản từ biển trở thành môi trường cạnh tranh giữa các quốc gia ven biển, thì việc bảo vệ và khai thác có chọn lọc đã trở thành vấn đề cấp thiết với Việt Nam và nhiều quốc gia ven biển trong khu vực. Ở những ngư trường xa bờ, các đội tàu của các quốc gia ven biển ngày càng được đầu tư hiện đại, cả về ngư lưới cụ và công nghệ khai thác, khiến cho sản lượng hải sản khai thác lợi nhuận kinh tế của các đội tàu xa bờ ngư dân Việt Nam ngày càng giảm sút. Ở khu vực ven bờ, việc sử dụng các loại ngư lưới cụ có tính chất khai thác tận diệt, lưới cào, lưới kéo hay các loại lưới có kích cỡ, mắt lưới nhỏ hoặc khai thác bằng cách sử dụng các loại chất nổ, sử dụng các thiết bị phóng điện trên diện rộng, trong thời gian dài khiến cho nguồn lợi thủy sản tự nhiên bị tận diệt. Từ những thực tế đó, đòi hỏi ngư dân Việt Nam cần phải đầu tư mới, hiện đại hóa cả về phương tiện và công nghệ khai thác để vừa tăng giá trị kinh tế, vừa phát triển nghề cá theo hướng bền vững hơn. Nghề đi biển đã hình thành từ bao đời qua, và dù khó khăn vất vả thì bằng nhiều cách nào đó, ngư dân Việt Nam vẫn luôn vươn khơi bám biển, vừa khai thác nguồn lợi hải sản từ biển, vừa khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia. Tùy từng vùng biển, tùy từng loại ngư lưới cụ mà ngư dân sẽ thu hoạch được các loại hải sản khác nhau. Với ngư dân miền Trung, do đặc tính bờ biển dài và ngư trường rộng lớn, nên ngư lưới cụ ở đây khá đa dạng. Ví dụ nghề câu, có câu mực hay câu cá ngừ đại dương đang là nghề đem lại nguồn lợi kinh tế cao cho ngư dân. Còn với các nghề lưới vây, lưới dê, lưới chụp hay lưới chuồn thì có thể đánh bắt gần bờ hoặc xa bờ tùy từng công suất tàu. Các loại lưới này có thể đánh bắt được cá tầng đáy hoặc cá tầng nước nổi tùy theo nhu cầu của ngư dân. Nhưng có một điểm chung là các tàu đánh bắt xa bờ thì đều sử dụng loại lưới có kích cỡ mắt rộng để bắt các loại cá lớn. Vừa đảm bảo khai thác bền vững, vừa đem lại giá trị kinh tế cao cho số lượng hải sản khai thác được. Bên cạnh đó, ngư dân còn khai thác các loại cá xuất hiện theo mùa, ví dụ như cá nục trà ở Quảng Bình thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, hay mùa cá thu, cá trích thường diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Với bà con ngư dân khu vực phía Nam, theo tập tục truyền thống và theo đặc tính ngư trường, thì các đội tàu ngư dân thường sử dụng lưới kéo và lưới dê, có một phần là lưới vây, lưới chụp, để khai thác hải sản từ biển khơi. Và cũng nhờ sự thuận lợi của thời tiết, nên ngư dân phía Nam nói chung và cư dân khu vực Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, có thể ra khơi quanh năm với những đội tàu có công suất ngày càng lớn, có những chủ tàu sở hữu hàng chục con tàu, với hàng trăm lao động làm việc ở cả trên tàu và trên bờ. Một cặp tàu như vậy đi thì thời gian khoảng 3 tháng cho tới 4 tháng. Thì một lần tải như vậy là cứ 10 ngày tới 15 ngày là tải một lần. Một lần tải như vậy khoảng vài ba chục tấn. Thì tới chừng đi khoảng 3 4 tháng thì nó cũng khoảng vài ba trăm tấn vậy đó. Tôi là được mấy chiếc tàu đi làm giá cầu á. Chuyến này anh đi bao nhiêu ngày để anh về đây? Đi là tới 100 mấy chục ngày vô. Hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Nhưng mà cái chuyến này thì anh được bao nhiêu tấn? Trong một chuyến này thì gom thì bây giờ thì cũng cái tầm trên chuyến biển này có trăm mấy tấn à. Hoạt động là hơn trăm tấn. Ừ. Thế nên cái này khi mà cá anh về thì anh bán cho các thương lái ở đâu đến họ mua anh? Người ở đây thôi, rồi mua rồi xuất đi nước ngoài đồ cũng hoàn làm trang nước mình thì đâu. Chứ đâu. Buôn bán theo cái mô hình từ hầu giờ quê hương mình ở đây làm như đâu. Hoàng Sa là và Trường Sa là cái ngư trường truyền thống của ngư dân bà con chúng ta. Nó đem lại cái nguồn thu nhập cũng lớn lắm. Vì cái hiện nay là cũng có lộng lên ít rồi. Đó. Cho nên trước mắt là ngư dân chúng tôi đi ra cái Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt cái vậy là mình đã là bên này nó có cái công nghệ hiện đại, má mát rồi nó đầy đủ, xác định được cái tọa độ cũng không vượt quá tiêu chuẩn mà nhà nước quy định. Cho nên là đến đó là làm là kiếm ít nhiều. Bên cạnh định danh theo vùng miền,
nghề đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Việt Nam còn được định danh theo đặc thù loại ngư lưới cụ mà những ngư dân đó sử dụng, đồng thời còn được định danh theo khu vực khai thác như khai thác ven bờ và khai thác đánh bắt xa bờ. Các đội tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất lớn hơn 90 mã lực, thường là từ 250 mã lực đến trên 2.000 mã lực và được trang bị thiết bị định vị GPS, thiết bị bộ đàm ICOM hay các loại máy dò cá, các loại đèn công suất lớn để phục vụ việc đánh bắt ban đêm. Các loại ngư cụ đánh bắt xa bờ thường được ngư dân Việt Nam sử dụng hiện nay là lưới kéo, lưới vây, lưới dê, câu khơi hay câu mực khơi. Trong đó, nghề lưới kéo, lưới vây và lưới dê là những nghề đi biển quanh năm và thường hoạt động ở những ngư trường cách xa bờ hàng trăm hải lý, với kích cỡ mắt lưới lớn và chiều dài, chiều rộng lưới cũng lớn hơn. Với nghề lưới kéo hay còn gọi là lưới cào, đánh bắt xa bờ thường tập trung ở các tỉnh phía Nam như Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu hay Kiên Giang. Đây là những địa phương có đội tàu lưới kéo công suất lớn, thường đi dài ngày trên biển. Ví dụ như ngư dân hành nghề lưới kéo ở Bà Rịa Vũng Tàu có thể đi từ 3 đến 4 tháng trong mỗi lần ra biển. Với nghề lưới vây, lưới rê, lưới chụp thì do đặc thù đánh cá ở tầng nước nổi và tầng trung nên phải đi biển vào những ngày trăng lặn và về trước ngày trăng tròn hàng tháng, trung bình từ 15 đến 25 ngày trên mỗi chuyến đi. Lưới cước đây người ta trùng là nó lưới cước là đánh thẳng đường dài rồi nước nó chả đi theo, nó ria theo nước rồi con có nó đi đòn nó đóng nó dậu vô nó mát mát lưới rồi lưới dê. Cái lưới dê của chú đi thả trên biển thì được bao nhiêu km? Thả trên biển cỡ 8 km. 8 km. Ừ, 8 ngàn. Một tàu 8 km. Mình thu mất bao thời gian để thu và mất bao nhiêu thời gian để thu? Thu tay cỡ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Là mình thu xong. Ừ. Thế còn lúc thả? Lúc thở thì cỡ 40-50 phút. Mình thở mình đi tốc độ mình đi nhanh mình thở, còn mình thu thì nó lâu. Theo tính toán, mỗi tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 700 mã lực trở lên, ra khơi đều đặn hàng tháng thì sẽ thu về 5 đến 12 tấn hải sản tùy thuộc vào công suất tàu và loại ngư lưới cụ được sử dụng. Tạo công ăn việc làm cho từ 7 đến 12 thuyền viên làm việc trực tiếp trên tàu, đồng thời tạo công việc gián tiếp cho hàng chục lao động tham gia chuỗi hậu cần nghề cá trên bờ như thương lái, phân loại và chế biến cá, vận tải, xăng dầu, thợ sửa chữa ngư lưới cụ, phục vụ thực phẩm, đá lạnh và các công việc khác tại cảng cũng như tại các chợ buôn bán hải sản. Nói chung là mình mua đi bán lại, bán cho các xí nghiệp thì nó làm xuất khẩu cho các nước. Rồi Trung Quốc cũng có. Rồi nói chung là đủ nước hết. Về cái số lượng mà anh thu mua một tháng là khoảng bao nhiêu tấn? Tùy theo. Tại cái lượng cá đó đánh vô thì mình mua được như một tháng thì trung bình cỡ khoảng 100-200 tấn. Và cái người làm cùng anh có đông không? Đông. Bao nhiêu thế cô á? Công nhân không phải 40-50 người. Tức là anh thu mua đây xong anh chuyển đi đâu nữa? Chuyển về trại. Chuyển về trại rồi phân loại ra mới đưa đi nhà máy. Mình nói trung bình là hãy một tháng nào hàng nhiều á thì công nhân nó được một người từ 7-8 triệu, tháng ít thì 4-5 triệu. Tàu nó về ít thì công nhân họ làm sẽ nhanh hơn, mà tàu nó về nhiều á thì phải chia ra thì thời gian mình chậm hơn, tùy theo thời gian, chứ tàu về nhiều hoặc ít thôi, chứ còn mình không có xác định được là phải là phải 4 tiếng hay là 5 tiếng, tùy theo. Thì lại con nước của mình về nữa, con nước mình về mà con nước mình lên như vậy á thì mình làm nhanh, đạt hiệu quả nhanh. Mà con nước mà nó thấp quá thì công nhân vận chuyển nó trễ, cực, nó hơi lâu hơn một tí. Công việc mà. Tuy nhiên, biển cả chẳng phải vô tận. Vì nhiều lý do khác nhau mà nguồn lợi hải sản tại các ngư trường truyền thống đang ngày càng sụt giảm. Trong khi phí tổn nhiên liệu, phí tổn nhân công, phí tổn hậu cần thì ngày càng tăng. Từ đó dẫn đến lợi nhuận sau mỗi chuyến ra khơi của chủ tàu bị giảm sút. Thậm chí có những chuyến bị thua lỗ, khiến cho số lượng tàu cá xa bờ ngày càng giảm dần những năm gần đây. Thấu hiểu những khó khăn đó của ngư dân, đồng thời hỗ trợ ngư dân có thêm nguồn lực phát triển nghề cá,
Những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã cho những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm giúp ngư dân an tâm theo nghề, như hỗ trợ vốn để ngư dân đóng mới tàu công suất lớn, trang thiết bị hiện đại hơn, hay hỗ trợ xăng dầu cho các tàu công suất lớn, thường xuyên khai thác xa bờ bằng các loại ngư lưới cụ được nhà nước khuyến khích. Cũng có ý nghĩa lắm chứ, ví dụ như nhà nước người ta chính có chính sách hỗ trợ nhiên liệu là có cấm chủ phương tiện lắm, dễ đi kêu người bận, nguồn nhân lực nó dễ có. Còn bây giờ mình đi biển mà không vô ra mình đánh bác mà rồi mình kiếm cái số ấn lượng có gì mình bón rồi mình trừ đi cái tổng thì cái số lượng nó còn quá thấp. Mình tìm nhân lực rất cao, cái thu nhập nó thấp quá. Bởi vì bây giờ đây nhà nước người ta hỗ trợ cái nhiên liệu rồi, mình đi là mình lấy cái mình còn cái nhớ cái hệ sản đó là gì, mình bón mình được chia số tiền nó nhiều. Người ta tính như vậy, người ta mới đưa những người mà nhân lực mà họ xuống họ kêu họ mới đi. Chứ còn họ tính bây giờ đi ra biển là mang cực khổ như thế mà về cái hầu nhiều lỗ tổng không có tiền có kêu họ. Rất là khó vấn đề đó. Cho nên có chủ phương tiện người ta rất quan hành cái vấn đề đó mới có bọn đây. Nếu không có là cũng khó tìm lắm, khó tìm người lắm. Những năm gần đây thì cái việc khai thác hải sản của bà con ngư dân gặp rất nhiều khó khăn do là cái số lượng tàu cá của chúng ta quá nhiều, thế nên là chúng ta khai thác đang vượt cái ngưỡng cho phép khai thác, nên là gần đây bà con hoạt động là có một số tàu hoạt động cầm chừng, hòa vốn hoặc là thua lỗ. Thế thì từ đấy là bà con cái việc tiếp cận các ngư trường xa bờ là rất là khó khăn. Thế thì gần đây cũng có một số những cái chương trình hỗ trợ của nhà nước, mà đặc biệt là cái quyết định 48 về cái việc hỗ trợ dầu cho tàu cá đi khai thác xa bờ là rất là thiết thực, đã góp phần giúp ngư dân mạnh dạn đưa tàu đi khai thác ở vùng biển xa bờ. Và cái quyết định 48 thì nó đã góp phần tăng cường cái sự hiện diện của tàu cá của Việt Nam ở trên các vùng biển xa bờ, vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và DK1. Nếu người lính ra trận coi cây súng là vũ khí, thì ngư dân ra khơi cũng coi ngư lưới cụ chính là vũ khí, đảm bảo thắng lợi khi trở về. Trước đây, ngư lưới cụ thường được sản xuất thủ công với chất liệu kém, nên dễ hư hỏng trong quá trình đánh bắt trên biển. Tuy nhiên, những năm gần đây đã có nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan đơn vị tập trung nghiên cứu phát triển các loại ngư lưới cụ hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả khai thác cho ngư dân, đồng thời tăng tuổi thọ của sản phẩm nhằm giúp ngư dân yên tâm ra khơi và giảm bớt chi phí mua sắm mới sau mỗi chuyến đi biển. Các cái doanh nghiệp sản xuất vật liệu chế tạo ngư cụ của Việt Nam chúng ta khá là nhiều. Doanh nghiệp này cũng đã đầu tư nghiên cứu và tiếp cận thị trường trên cơ sở tiếp cận các cái chủ tàu, các ngư dân để hiểu hơn về cái từng loại vật liệu cho từng nghề, cho từng vùng biển, ứng với từng màu sắc chỉ lưới, nó phù hợp với từng loại nghề. Và đó là những việc làm rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng trong một thời gian tới thì họ còn tiếp tục đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa và cung cấp ra thị trường những cái loại vật liệu nó phù hợp, đặc biệt là cho đối với cái đội tàu mà chúng ta đang mong muốn là khai thác ở vùng biển khơi, vùng biển xa bờ và thậm chí là các cái vùng biển quốc tế. Trước đây thì cái việc sản xuất ngư cụ như đường kính chỉ lưới hay là kích thước mắt lưới ấy, là theo tiêu chuẩn, nhưng mà đến gần đây ấy, thì là các công ty đã có một cái bước tiến rất mạnh. Họ có thể sản xuất theo đơn đặt hàng của bà con. Về đường kính chỉ lưới, bà con đặt hàng ở kích cỡ nào người ta sản xuất được, ở kích thước mắt lưới bà con đặt hàng cỡ nào người ta cũng sản xuất được. Chứ trước đây là sản xuất theo block, và trước đây họ sản xuất theo tiêu chuẩn, nên là cái việc đánh bắt ấy là không hiệu quả như là bây giờ. Cùng với sự thay đổi của các ngư lưới cụ, những năm gần đây, tàu khai thác xa bờ của ngư dân đã được lắp các thiết bị GPS, thiết bị thông tin liên lạc trên tàu. Những thiết bị này vừa giúp thuyền trưởng liên lạc với các cơ quan quản lý trên đất liền,
liên lạc với gia đình cũng như liên lạc với các tàu bạn khi đi biển. Vừa giúp cập nhật tình hình thời tiết, tình hình thời sự, đồng thời đảm bảo nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các tàu bạn cũng như các tàu tuần tra trên biển trong trường hợp cần thiết. Đối với các máy dò cá, đây được ví như là trinh sát của thuyền trưởng khi giúp tìm kiếm, phát hiện sớm các đàn cá từ khoảng cách hàng ngàn mét để các thuyền viên kịp thời chuẩn bị thả lưới đánh bắt. Hiện nay, khoa học công nghệ ngày càng phát triển nên các loại máy càng ngày càng tích hợp những tính năng thông minh như cảnh báo từng đàn cá lớn nhỏ bằng những âm thanh khác nhau, hay cảnh báo vật cản hay các vùng bọt khí để thuyền trưởng né tránh. Chính vì vậy, những ngư dân hành nghề lưới rê, lưới vây hay lưới chụp đều trang bị cho tàu của mình những chiếc máy dò cá thông minh tiện ích này. Máy móc thì đầy đủ, định vị bộ đàm lớn, bộ đàm nhỏ, định dạng. Kết hợp với máy dò, máy quét, máy chụp thì tùy theo mỗi một người ngư dân. Có khả năng thì sắm máy chụp, còn không thì máy quét, còn bình thường thì máy dò đứng. Máy dò đứng để tìm hiểu được cái độ sâu của mực nước để mình biết đường đặng mình cái dạo lưới của mình quấn cái đặt hay không. Và mình vẫn thấy được con cá bong vậy thôi. Ướp đá lạnh trên hầm tàu là phương pháp bảo quản truyền thống của ngư dân Việt Nam từ nhiều năm qua. Phương pháp này có ưu điểm là chi phí thấp và thực hiện đơn giản. Tuy nhiên, do số lượng hải sản được ướp đá nhiều và ướp trong thời gian dài, có thể lên đến gần chục tấn và ướp từ 10 đến 20 ngày liên tục tùy từng loại tàu và tùy thuộc hải trình của mỗi tàu cá. Việc ướp đá với số lượng lớn trong thời gian dài như vậy sẽ khiến hải sản bị hư hỏng, bị giảm chất lượng đi rất nhiều. Theo ước tính, tỷ lệ hư hỏng thất thoát sau đánh bắt chiếm khoảng 30% tổng sản lượng thu hoạch sau mỗi chuyến đi biển của ngư dân. Việc bảo quản kém dẫn tới thất thoát lớn, chất lượng giảm, giá trị kinh tế giảm, khiến ngư dân phải khai thác số lượng nhiều hơn để bù vào phí tổn sau mỗi chuyến ra khơi. Hiện tại bây giờ bà con ngư dân của chúng ta thì đang theo đuổi một cái thị trường truyền thống, đó là cái yêu cầu sản phẩm chủ yếu là ướp đá cho những cái nhà máy chế biến đồ hộp hoặc là những chế biến một số những sản phẩm cấp thấp hoặc là tiêu thụ ở những cái thị trường nội địa làm thức ăn hàng ngày cho các cộng đồng ven biển địa phương. Đây là một cái trong cái thói quen từ xưa đến nay, đấy cũng là một trong những cái đặc trưng cơ bản cố hữu của ngư dân Việt Nam, nên là không chịu đổi mới mà không có cái thị trường để mà thúc đẩy những cái sản phẩm chất lượng cao hơn. Cái thứ hai nữa là cái theo đuổi để mà cái phát triển những cái thị trường mà đòi hỏi cái chất lượng sản phẩm tốt hơn, ví dụ như là tiêu chuẩn sashimi đối với cá ngừ ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Mỹ, hoặc là một số những thị trường tiêu thụ xuất khẩu mực hoặc là cá nục hoặc một số các loài cá nổi khác, thì ví dụ người ta bảo quản bằng một số những công nghệ mới như là cái công nghệ cấp đông ngay trên tàu hoặc công nghệ bảo quản bằng nước biển lạnh, thì cái đấy khi đấy thì chất lượng sản phẩm rất là tốt và có thể đi vào những cái thị trường yêu cầu chất lượng tốt hơn. Và cái đấy thì hiện tại bây giờ cái thị trường đấy chưa được phát triển, chính vì vậy mà nó chưa thúc đẩy được bà con ngư dân của chúng ta này là áp dụng những công nghệ mới để đi vào những thị trường đích mà có thể kéo lên để thúc đẩy được cái đổi mới sáng tạo cũng như áp dụng khoa học công nghệ trong cái bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác. Trước nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên biển, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng, ban hành các quy chuẩn về ngư lưới cụ, đồng thời lên danh mục các loại ngư lưới cụ bị cấm sử dụng để khai thác ở những vùng biển nhất định. Đồng thời, nhằm giúp giảm thất thoát thủy hải sản sau thu hoạch, dẫn tới thiệt hại về kinh tế cho ngư dân, dẫn tới nguy cơ cạn kiệt nguồn thủy hải sản tự nhiên, đe dọa sự cân bằng của hệ sinh thái biển, đồng thời nhằm hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản trong quá trình sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Nhóm các nhà khoa học của phân viện nghiên cứu hải sản phía Nam đã chế tạo thành công hệ thống ứng dụng công nghệ nano ultrafine bubble bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu cầu tay. Hiện nay công nghệ này đã và đang được ứng dụng rộng rãi cho ngư dân ở một số tỉnh phía Nam
như Bình Định, Khánh Hòa hay Bà Rịa Vũng Tàu. Nano Ultrafine Bubble là công nghệ tạo bóng khí siêu nhỏ có đường kính nanomet. Khi thiết bị hoạt động sẽ cấp khí nitơ vào máy tạo bong bóng siêu nhỏ, được hòa trộn ở bên trong thiết bị nhờ các cơ cấu ống nano, tạo thành dung dịch chứa bong bóng khí nitơ kích cỡ nanomet mang điện tích âm và có tác dụng hút các chất hữu cơ khác mang điện tích dương, làm sạch nước rất hiệu quả. Một yếu tố nữa quyết định việc bảo quản cá tươi lâu theo công nghệ Nano Ultrafine Bubble đó là cách sơ chế cá sau khi đánh bắt đối với cá ngừ đại dương. Ngay sau khi cá ngừ được kéo lên, thì mọi công đoạn sơ chế như chọc não, phá tủy, xả máu, lấy nội tạng, rửa sạch cá phải được thực hiện rất nhanh trong thời gian tối đa 4 phút, sau đó đưa vào hầm bảo quản. Cái mục tiêu mình cần phải ứng dụng những công nghệ bảo quản nó hiện đại hơn để nó giữ được cái chất lượng thủy sản tốt hơn. Ví dụ như là cái công nghệ lạnh kết hợp, công nghệ bảo quản bằng khí nitơ nano hay là công nghệ bảo quản bằng đá sệt, đá tuyết. Công nghệ nano ultrafine bubble thì nó là cái công nghệ mà bảo quản thủy sản trong nước biển lạnh tuần hoàn. Thì trong cái nước biển lạnh tuần hoàn ấy thì vì nó có oxy trong nước nên là vi sinh vật hữu khí nó vẫn phát triển được ở trong môi trường đó. Thế thì để mà giữ được cái chất lượng tốt hơn ấy, thì cần phải tiêu diệt vi sinh vật hữu khí ở trong cái môi trường bảo quản. Thế do đó thì chúng tôi ấy, sử dụng cái công nghệ nano ultrafine bubble ấy, là chúng tôi tách cái khí nitơ từ khí trời với cái nồng độ đậm đặc ấy, thu được là 100%. Xong rồi dẫn cái khí đấy qua một cái hệ thống thiết bị nano ấy để tạo ra các cái hạt bọt khí nitơ với kích cỡ nhỏ hơn 100 nanomet. Thế thì với cái kích cỡ nhỏ hơn 100 nanomet ấy, thì cái tính chất vật lý của cái hạt khí nano nitơ ấy nó mang cái tích điện âm. Thế thì nó có cái tác dụng ấy, là nó xử lý các cái chất hữu cơ mà mang điện tích dương. Đấy, nó làm nổi các cái chất hữu cơ lên khỏi mặt nước. Ngoài ra thì các cái hạt bọt khí nano nitơ vì nó tích điện âm, thế nên là nó kết hợp với lại phân tử oxy để nó tạo ra các cái hạt bọt khí lớn hơn và nổi lên trên mặt nước, nó khử hoàn toàn oxy ở trong nước. Thế thì khi mình bảo quản thủy sản ở trong cái môi trường nước biển lạnh ấy, mà không có oxy ấy, thì vi sinh vật hữu khí không phát triển được. Đấy, thì nó giữ cho cái chất lượng thủy sản được tốt hơn. Ngoài ra thì với cái kích cỡ hạt bọt khí nanolitơ nhỏ hơn 100 nanomet ấy, thì nó có thể thấm từ bề ngoài vào đến tận bên trong cái cơ thể cá, nó cô lập oxy trong cơ thể cá. Với chiều dài 134 km bờ biển, tỉnh Bình Định hiện có hai cảng cá đạt tiêu chuẩn loại 2 và loại 3 là cảng Quy Nhơn và cảng Tam Quan. Đội tàu đánh bắt xa bờ của Bình Định hiện có hơn 3.200 chiếc, trong đó gần 1.500 chiếc làm nghề câu cá ngừ đại dương. Sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương của Bình Định đạt khoảng 11.000 tấn trên năm. Trong đó, phần lớn được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, đem lại giá trị kinh tế cao cho ngành thủy sản nói riêng, cho kinh tế địa phương nói chung. Để có được thành công đó, với ngành khai thác thủy hải sản, đặc biệt là với nghề câu cá ngừ đại dương, những năm qua, tỉnh Bình Định được thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa, phát triển nghề cá như xây dựng chuỗi nghề cá, hiện đại hóa đội tàu ra bờ, tăng cường giáo dục cho ngư dân về pháp luật, về chủ quyền biển đảo và đặc biệt là đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản thu hoạch đối với thủy hải sản. Chúng tôi luôn phối hợp với các đơn vị liên quan để mà tìm nghiên cứu những các cái phương pháp bảo quản mới. Đầu tiên là việc mà làm cải tiến hầm bảo quản. Trước đây ngư dân thường sử dụng để sốt cách nhiệt bình thường, thì chúng tôi đã đưa vào cái vật liệu mới là PU, polyurethane.
để mà cá này để dưỡng dược tốt hơn và làm cái hầm bảo quản chúng ta cũng đạt cái chất lượng hơn, bảo quản cá được dài ngày hơn. Thì qua cái đó thì chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ người dân để áp dụng cái công nghệ bảo quản mới này. Thì cho đến hiện nay thì qua các theo dõi thì hiện nay thì có khoảng 312 tàu là ứng dụng các cái công nghệ mới cũng như phương pháp bảo quản mới để mà nâng cao chất lượng sản phẩm, thì chiếm gần 10% trong cái đội tàu mà khai thác xa bờ của tỉnh. Thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nhân rộng các cái mô hình mà bảo quản đạt hiệu quả đó, và đặc biệt là gắn kết với các cái nhà chế biến, doanh nghiệp chế biến. Tại vì có bảo quản tốt thì chúng ta phải gắn kết với tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, hiện nay một số lượng tàu đánh bắt xa bờ của Bình Định cũng như của nhiều địa phương khác ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo quản hải sản sau đánh bắt nhằm giảm thất thoát, tăng lợi ích kinh tế vẫn còn khiêm tốn so với tổng số tàu hiện có. Điều này có thể được lý giải do nhiều nguyên nhân, như các sản phẩm thủy hải sản áp dụng công nghệ hiện đại bảo quản sau đánh bắt vẫn chủ yếu phục vụ thị trường xuất khẩu. Còn đối với thị trường trong nước, đa số vẫn quen sử dụng hải sản ướp đá lạnh truyền thống bởi yếu tố giá rẻ, dễ bảo quản, dễ vận chuyển và tiêu thụ cho dù chất lượng có bị giảm so với hải sản được bảo quản theo công nghệ hiện đại. Cái việc mà khuyến khích cư dân nhân rộng áp dụng các cái mô hình bảo quản mà công nghệ tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là cái công nghệ nano, một trong những công nghệ mới mà dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài, thì trong năm nay chúng tôi có đề xuất là thực hiện hai mô hình này. Thì chúng tôi bước đầu chúng tôi sẽ là hỗ trợ dùng ngân sách của địa phương, của tỉnh để hỗ trợ cho các chủ tàu là làm lại hầm này, mua sắm thiết bị, thì hỗ trợ mỗi chủ tàu là trên 114 triệu đồng. Và kết hợp với cái đó thì chúng tôi đã làm việc với các cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Mãi Tiến, đây là doanh nghiệp của Nhật Bản. Thì kết hợp họ sẽ thu mua với cái giá cả sản phẩm, nếu như đạt cái chất lượng cao thì sẽ cao hơn, để mà động viên khuyến khích cho người dân là áp dụng các cái mô hình bảo quản mới này. Theo phân công của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì Tổng cục Thủy sản đã đánh giá và công nhận một số những công trình nghiên cứu là tiến bộ kỹ thuật để chuyển cho cơ quan khuyến nông quốc gia cũng như là các cái tổ chức về chuyển giao khoa công nghệ khác để có thể là hỗ trợ bà con nông dân để chuyển đổi các cái công nghệ truyền thống và ứng dụng khoa công nghệ để trong sản xuất để nâng cao cái hiệu quả khai thác cũng như là cái sản lượng đất sau thu hoạch. Thủy sản đã và đang là ngành kinh tế đóng góp lớn cho tổng GDP hàng năm của Việt Nam, giúp giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp trong nghề cá. Để giữ vững và nâng cao chất lượng giá trị thủy hải sản, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phương pháp bảo quản là một trong những yếu tố rất quan trọng. Những mô hình và công nghệ bảo quản mới rất cần được tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở chế biến cùng phối hợp đầu tư, hỗ trợ các chủ tàu đánh bắt xa bờ nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam. Thay đổi công nghệ đánh bắt, thay đổi công nghệ bảo quản để nâng cao giá trị kinh tế hải sản, thương phẩm là mong muốn của những người làm khoa học, của các nhà quản lý, của rất rất nhiều ngư dân Việt Nam hiện nay khi mà trữ lượng hải sản đang ngày càng suy giảm trên các ngư trường truyền thống.